xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh PTA Let's Go. Và hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại quảng trường Cách mạng tháng 8. Và phía đằng sau tôi đó chính là nhà hát lớn ở tại Hà Nội. Đây là một cái vị trí ở tại trung tâm của thành phố Hà Nội và rất là thu hút rất là nhiều người đến đây. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cũng ở tại nơi này đã diễn ra một cái sự kiện, mà cái sự kiện đó đã là cái sự kiện mà làm thay đổi đất nước Việt Nam của chúng ta. Sự kiện này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video này nha các bạn. Đây là quảng trường Cách mạng tháng 8 và kia là đường Lý Thái Tổ kìa. Rồi đường này là đường Tràng Tiền và đây nó có một cái bùng binh. Đây là bùng binh Cách mạng tháng 8 ở phía trước của nhà hát lớn Hà Nội. Và đường này là đường Phan Chu Trinh. Ở chỗ này ấy, cũng có mấy cái xe buýt là đưa mọi người sẽ đi tham quan Hà Nội, mà tôi cũng đã có một lần đi trên đó rồi giới thiệu với các bạn đấy. Và ngay phía sau lưng của tôi đây đó chính là nhà hát lớn ở tại Hà Nội. Đây là cái công trình kiến trúc mà do người Pháp người ta xây dựng. Bây giờ thì nó có tên là nhà hát lớn Hà Nội. Và các bạn có thể thấy rằng là đây là một cái nhà hát, một cái công trình kiến trúc nó rất là đẹp và mang cái kiến trúc cổ điển rất đẹp ha các bạn. Và công trình kiến trúc này thì được người Pháp xây dựng từ 1901 và mãi đến 10 năm, tức là đến năm 1911 thì công trình này mới được hoàn thành. Đó, và chúng ta đang nhìn thấy đây là một cái nhà hát rất là đẹp. Và đây cũng là một cái địa điểm mà các bạn biết không, là rất là nhiều người đến đây. Hiện tại là cứ du khách ấy mà đi đến đây thì hầu hết là mọi người sẽ đến đây và chụp hình với cái biểu tượng này. Nó cũng là một cái biểu tượng, một trong những cái biểu tượng của thành phố Hà Nội. Thì ở đây có mấy vị khách đang ở đây này. Và kia có mấy chiếc xe buýt đang là đầy khách chuẩn bị để đi một vòng xung quanh Hà Nội đấy các bạn. Và ngày 19 tháng 8 năm 1945, cũng ở tại cái quảng trường này này, thì đã diễn ra một cái cuộc meeting, mà meeting cũng được mà gọi là biểu tình cũng được. Đó là cuộc mà Việt Minh ngày xưa đã vận động quần chúng nhân dân để đứng lên giành lấy chính quyền. Trước năm 1945 thì Việt Nam của chúng ta là dưới sự đô hộ của thực dân Pháp. Người Pháp vào xâm chiếm Việt Nam và đặt cái quyền cai trị nên lên trên đất nước của Việt Nam của chúng ta. Và thời ấy thì đất nước của chúng ta vẫn theo thể chế phong kiến với sự lãnh đạo của triều đình nhà Nguyễn và đặt tại Huế. Còn người Pháp thì người ta lại chọn Hà Nội là cái nơi để mà đặt cái trụ sở, tức là đặt cái cơ quan để điều hành toàn bộ Đông Dương của Việt Nam. Có thể nói là ở cái thời kỳ đó thì người dân của chúng ta sống vô cùng cực khổ dưới hai cái chồng. Người ta hay dùng một cái câu đó là một cổ mà tới hai chồng, khi người dân chịu cái sự áp bức bóc lột của chế độ phong kiến lẫn thực dân Pháp. Những năm 1945 thì cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cũng nổ ra. Và đến tháng 3 năm 1945 thì người Nhật, phát xít Nhật đã đảo chính Pháp và giành lấy cái quyền mà cai trị trên đất nước của Việt Nam của chúng ta. Và ở trong nước thì năm 1945 cũng là một cái thời kỳ cực kỳ là cực khổ. Nếu mà chúng ta có nhìn lại lịch sử thì chúng ta sẽ nhìn thấy năm 1945 có một cái nạn đói rất là lớn đã xảy ra ở tại miền Bắc này. Và có đến 2 triệu người chết ở trong cái nạn đói này. Và đỉnh điểm đó chính là vào tháng
4 năm 1945, người dân không có cái gì để ăn. Trong cái hoàn cảnh là người Nhật đảo chính Pháp để giành lấy cái quyền lãnh đạo ở tại Việt Nam, thì những tưởng là chúng ta đã thoát được khỏi cái ách đô hộ. Và ở lúc đó thì triều đình Nguyễn, tức là triều đình Huế đó, đã lập ra một chính phủ thân Nhật, đó là chính phủ dưới sự lãnh đạo của giáo sư Trần Trọng Kim. Và ông đã thành lập chính phủ vào ngày 17 tháng 4 năm 1945. Và lúc đó thì đất nước của chúng ta có tên là Đế quốc Việt Nam, do Bảo Đại làm hoàng đế và dưới sự lãnh đạo và điều hành của chính phủ do Trần Trọng Kim đứng đầu. Thì chính phủ của Trần Trọng Kim cũng là một cái chính phủ của giới trí thức, và cũng có nhiều người là yêu nước và cũng mong muốn rằng là đất nước của chúng ta có một cái sự độc lập và thoát khỏi cái sự đô hộ của thực dân Pháp. Tuy nhiên thì chính phủ của Trần Trọng Kim lại không có quân đội cũng như không có lực lượng, và do vậy mọi cái việc an ninh này, quân đội này đều do Nhật chỉ huy và chỉ đạo. Và đây là một chính phủ thân Nhật, cũng rất là dễ hiểu thôi, vì lúc đó thì Việt Nam của chúng ta đã vẫn chưa có hoàn toàn là độc lập, bởi vì trước đó thì chúng ta đã chịu sự đô hộ của thực dân Pháp, và sau đó thì Nhật đã thay thế Pháp để lãnh đạo. Chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam mặc dù là có cái mong muốn là độc lập và thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, và trong cái khoảng thời gian tồn tại của mình chỉ khoảng 4 tháng thì cũng đã làm được rất là nhiều việc. Ví dụ như là việc mà đưa cái chữ quốc ngữ để mà đào tạo ở trong cái giáo dục, thay thế toàn bộ tiếng Pháp và tiếng Nôm, và làm được nhiều cái việc, một số cái việc khác nữa. Tuy nhiên chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam thì lại rất là thân với Nhật và ủng hộ cũng như là bảo vệ cho chế độ phong kiến với cái biểu tượng đó chính là Hoàng đế Bảo Đại. Do vậy là chính phủ này lại không nhận được cái sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, khi mà quần chúng nhân dân thì lại muốn có một cái con đường khác và không muốn rằng là sống dưới cái ách thống trị của chế độ phong kiến nữa. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1945 thì Tổng hội công chức của chính phủ Trần Trọng Kim đã tổ chức một cuộc meeting lớn với mong muốn là giành lấy độc lập từ phía Pháp cũng như là Nhật. Tận dụng cơ hội đó thì lực lượng Việt Minh đã đàm phán với một số viên chức ở trong chính phủ của Trần Trọng Kim, cũng như là tận dụng cái cơ hội cuộc meeting vào 17 tháng 8, và đã vận động được quần chúng nhân dân đứng về phía mình, ủng hộ cho Việt Minh. Và sau đó là đến ngày 19 tháng 8 năm 1945 thì ở tại nơi này đã diễn ra một cái cuộc meeting rất là lớn. Cái cuộc meeting này là một cái cuộc meeting mà do Việt Minh tổ chức, và ở cuộc meeting đó thì lực lượng Việt Minh đã vận động quần chúng nhân dân, hô hào quần chúng nhân dân quy tụ về đây và vận động quần chúng nhân dân tiến về tòa khâm sứ ở trên đường Lý Thái Tổ ở phía đằng kia. Và lúc đó thì khâm sứ Bắc Kỳ của chính phủ Trần Trọng Kim, đó là Phan Kế Toại, đã bàn giao chính quyền cho lực lượng của Việt Minh. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày mà Việt Minh đã giành được chính quyền ở tại Hà Nội, miền Bắc. Và đây cũng là cái ngày mà bắt đầu cho cái cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 của Việt Minh trên toàn đất nước Việt Nam. Đây là tòa nhà khâm sứ Bắc Kỳ, nơi đặt bộ máy chính quyền đô hộ của thực dân Pháp cũng như là chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim ở tại miền Bắc.
vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, thì sau khi mà Việt Minh tổ chức một cái cuộc meeting lớn ở tại nhà hát lớn, thì đã vận động quần chúng nhân dân kéo đến tòa tâm khâm sứ này. Và sau đó Việt Minh đã yêu cầu khâm sứ của chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam từ chức và bàn giao chính quyền về cho Việt Minh. Tòa khâm sứ hay phủ khâm sai Bắc Kỳ nay là nhà khách chính phủ ở số 12 Ngô Quyền. Ở đây có một cái biển nó ghi này là nơi đây ngày 19 tháng 8 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Nội đã giành chính quyền thắng lợi. Sau cách mạng tháng 8 1945, ngôi nhà này là Bắc Bộ Phủ, là trụ sở của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946. Như vậy là sau khi giành được chính quyền sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, thì tòa khâm sứ này hay là phủ khâm sai Bắc Kỳ đã được trở thành một cái trụ sở làm việc của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và tòa khâm sứ này thì ở tại số 12 Ngô Quyền các bạn nhé. Còn cái đường kia là đường Lý Thái Tổ cả. Đó, Lý Thái Tổ, cái đường đó thì sẽ dẫn thẳng đi ra nhà hát lớn. Và từ đây mà đến nhà hát lớn thì khoảng chừng 300 mét mà thôi, rất là gần. Còn đây là đường Ngô Quyền. Cái đường Ngô Quyền này á, đi thẳng đây, đi thẳng đến đây, đến cái đó là ngã tư đèn xanh đèn đỏ đấy, là sẽ đạp gặp cái đường Tràng Tiền. Thì cái đường Tràng Tiền đấy đi quẹo trái thì cũng sẽ đi ra nhà hát lớn. Như vậy là ở cái meeting ở tại nhà hát lớn ở phía đằng xa kia, đó cách đây 300 mét, hàng chục ngàn người đã kéo đến. Đó, đã kéo đến cái chỗ này. Đây là cái cơ quan đầu não của chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam. Và ngày 19 tháng 8 thì Đế quốc Việt Nam đã hoàn toàn là bàn giao cái chính phủ cho lực lượng Việt Minh. Lúc đó thì người Nhật vẫn đang còn ủng hộ cho chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam. Và ngày 19 tháng 8 năm 1945, khi mà lực lượng Việt Minh kéo quần chúng nhân dân đến đây và giành lấy chính quyền, thì lực lượng Nhật đã tiến hành bao vây toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên thì người Việt Minh đã đàm phán với Nhật để mà thương lượng, để người Nhật đã chấp nhận cái vai trò của lực lượng Việt Minh. Nếu chúng ta nhìn lại cái lịch sử vào cái khoảng thời gian đó, thì Nhật đã thất bại trong cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Và ở tại Việt Nam thì lực lượng của Nhật cũng đang chờ cho lực lượng của quân đồng minh quay trở lại để giải giáp. Trong cái hoàn cảnh đó, người Nhật đã an binh bất động, và đó được coi như là sự ủng hộ và chấp nhận cái sự tồn tại của chính phủ Việt Minh. Bây giờ phía trước của tòa khâm sứ hay nhà khách chính phủ hiện tại, đó chính là khách sạn Metropole, một khách sạn rất là nổi tiếng và cũng là rất là sang trọng. Và từ phía 12 Ngô Quyền này hay là tòa khâm sứ này nhìn ra thì đó chính là cái vườn hoa con cóc, và xế bên kia đó chính là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đó các bạn, cái tòa nhà to cái gặp đó và xây rất là đồ sộ ở kia, đó chính là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bắt đầu bằng cuộc nổi dậy vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 ở tại miền Bắc và giành được chính quyền ở tại Hà Nội, thì lực lượng Việt Minh đã tổ chức hàng loạt những cuộc meeting và tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Và đến ngày 25 tháng 8 năm 1945 ở tại Huế, thì chính phủ của Trần Trọng Kim đã tuyên bố từ chức và giải thể. Đồng thời thì Hoàng đế Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị, và sau đó ông đã trao bảo kiếm cho Trần Huy Liệu. Và kể từ đó thì chế độ phong kiến ở tại Việt Nam chính thức là kết thúc và chấm dứt, và đất nước của chúng ta sang một cái trang mới hoàn toàn.
9 năm 1945 thì tại quảng trường Ba Đình này đã diễn ra một cuộc meeting rất là lớn. Vì là ngày Chủ nhật nên vào ngày đó thì các giáo xứ ở tại ở Hà Nội này rất là đông những giáo dân, và tất cả đã đổ ra đây để chứng kiến một cái sự kiện rất là lớn và trọng đại trong lịch sử của đất nước của Việt Nam chúng ta. Đó là Việt Minh và đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và quảng trường Ba Đình này thì nằm ở phía trước của tòa nhà Quốc hội ở đây. Và đối diện đó chính là lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi ở phía bên đây chính là Phủ Chủ tịch, là cái tòa nhà vàng vàng này đây, nơi mà những chính khách của thế giới đó, quốc tế mà đến với Việt Nam á, thì sẽ được tiếp ở trong cái tòa nhà vàng vàng này. Và bây giờ thì ở tại quảng trường Ba Đình cũng như khu vực của lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên các bạn nhìn thấy không, có rất đông những du khách đến đây, và nơi đây đã trở thành một cái địa điểm cực kỳ hút khách du lịch đến đây. Như vậy là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, đây là một cái dấu mốc lịch sử, một cái dấu mốc rất là quan trọng. Ở đó thì đã khai sinh ra một nước mới, đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và cái cuộc cách mạng tháng 8 này cũng đã chấm dứt chế độ phong kiến ở tại Việt Nam, cũng như chế độ quân chủ vừa được thành lập ở tại Việt Nam. Và đó là một trong những cái dấu mốc cực kỳ quan trọng, nó mở ra một chương mới hoàn toàn cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đến đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip này tại đây, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.